Chào các em, đây là anh Tài đây. Liền bây giờ đó là anh đang phát thanh đó không? Từ cái biển Đông á, ở trên cái hòn đảo Phú Quốc, để anh cho tụi em thấy nè. Okay. Anh đang đứng ở chỗ cái cầu nó hung nhau á, ở đây nè. Okay. Thì cái cầu này đó, từ mà kỹ sư nó thiết kế đó không, là bên kia một phía, xong rồi tụi em thấy nó tách rời cái cầu, nó cắt ngang ngay rồi không đó không, và nó để đây cho hai người tình yêu á đứng nhau, xong hôn nhau, xong rồi chụp cái hình cái cảnh đó của cái thành phố Phú Quốc á sau lưng này. Okay. Thì á đây mấy cái dây cáp xe cáp á mà treo á, nó đi lên dẫn, xong cái mình đi qua nói vào mấy hòn đảo bên kia. Mấy cái hòn đảo kia thì nó cũng là Phú Quốc luôn. Không. Thì á anh hai của anh ông đang đi cái áo màu vàng gì đó. Xong rồi ông dượng của anh á với mấy người bà con nó đang đi gì đó. Để anh làm cái video này đó thì tụi em cũng thấy không? Nó trống lỏng đó không? Không có ai ở đây hết trơn, chỉ có anh với mà anh hai quanh đó dân chẳng đi này hả đó. Đó xong rồi đây là cái hồi đó đi qua bệnh xong rồi uống cà phê bên bệnh đó. Okay. Thì á là còn đây á là cái nó hát, nó nhà hát á, nó bắn nhạc xong rồi nước rồi đó, nó bắn tùm lum hết trơn. Okay. Thì á là thì gần đây đó thì tụi em cũng biết rằng là mình đang lên trong cái thị trường tiền mã hóa đó, nó đang lên cao rồi, đúng không? Tụi anh chia cái thị trường cái đỉnh xuống cái đáy đó là tụi anh chia ra một ba phần, xong rồi tụi anh mua ở dưới cái phần 1/3 dưới, xong rồi tụi anh cầm trong cái 1/3 chính giữa, rồi xong tụi anh chờ tới nó lên cái 1/3 trên đó thì tụi anh sắp bắt đầu tìm mấy cái dấu hiệu đó. 15, tụi anh có 18 cái dấu hiệu đó để cho tụi anh biết rằng là mình nên là bán ra để chốt lời không. Thì tụi anh đang làm gì đó, đang ngồi chờ thôi. Ok. Mà có mấy đứa đó nó hỏi anh đó là anh Tài hồi đó đó, anh Tài bảo rằng đó là trong quỹ 3 với quỹ 4 đó 2022 là mình nên mua vào thị trường đó, tiền mã hóa trong cái quỹ 1 của 2023. Thì là lúc đó em không có tiền anh Tài, xong bây giờ em làm đó em dư tiền rồi đó, thì bây giờ em muốn là em muốn có em có dư tiền rồi đó, bây giờ đó em muốn đầu tư vô thị trường tiền mã hóa đó, thì em nên làm cái gì? Thấy không, nhiều đứa nó hỏi anh gì đó, nhiều đứa nó hỏi anh đó là hồi đó em không có tiền để mua vào trong thị trường tiền mã hóa, xong bây giờ đó em có tiền rồi đó anh Tài, em nên làm sao? Okay. Em nên làm sao? Thì đó, anh muốn làm cái video để trả lời câu hỏi đó. Ok. Thì em thấy không? Cái đường đi á mà nó lên á tới làm lời để đổi đời mình á thì nó rất là dài. Cái đường đi á mình cần làm mình đi á không? Nó rất là trống. Không có ai á muốn làm hết. Ok. Tại vì á là nó lâu dài. Bà con á ngoài đời đó, người ta muốn á làm lời đổi đời đó trong vòng 1 phút, 1 tiếng đồng hồ, một ngày thôi, chứ người ta không muốn, người ta không nghĩ đến là một năm, hai năm, mười năm rồi mấy vấn đề đó. Ok. Bởi vì anh mới làm cái video này ở đây đó, sẵn dịp ngay cái cầu này đó, anh làm ngay đây để cho tụi em thấy rằng là cái hướng đi mà mình cần đi đó để làm lời để đổi đời mình đó, nó rất là cô đơn. Tại vì ít có ai muốn đi cái hướng đi đó. Ok. Bởi vì anh mới nói là làm lời mà nó đổi đời mình đó, nó không phải là khó khăn, nó rất là dễ dàng, tại vì cái số lượng người ta mà muốn làm đó nó rất là nhỏ. Ok. Thì anh tới đây đó, anh sẽ chỉ cho tụi em á cái chỗ mà hai người đứng nhau để hung nhau giống như vậy đó. Không, đứng nhau giống như vậy đó. Thì á hai người sẽ đứng nhau, xong rồi em thấy nó tách rời chỗ đó, anh sẽ đứng ở đây. Ok. Thì
anh muốn tụi em thấy đó là mình mà muốn á, ở đời mình á, cái hướng đi mình đi đó, không ít có người nào muốn đi lắm, đang đi ngoài này nữa sao ít có ai muốn đi lắm. Ok, thì á bây giờ câu hỏi anh muốn trả lời bông là, hey anh Tài, trong 2022 đó em nghe anh Tài nói á, là trong đầu 2023 mình nên mua vào để cho là trong cái mình mua gần cái đáy, mà em lúc đó em không có tiền, bây giờ em có tiền rồi đó, thì á, mình lên tới cái 1/3 chính giữa của cái xu hướng, gọi của cái canh xu hướng đi lên đó, thì em nên làm gì? Thì á, anh sẽ khuyên rằng á, là tụi em không có nên á, là dùng hết trơn cái vốn của mình á, để đầu tư. Ok, anh không có khuyên mình làm gì. Anh khuyên rằng á, là mình chỉ ngồi chờ tới cái chu kỳ sau, cái tiền vốn mình có đó, nó không đi đâu hết. Ok, mà anh suy nghĩ lại đó bông, như anh mà kêu tụi em á, đừng có làm gì hết á, thì nó cũng tốt cho cái vốn của tụi em, mà nó bị trở ngại cái một cái vấn đề. Ok, nó một cái vấn đề cái là tụi em á mất cái cơ hội để tập luyện trong cái chu kỳ này. Ok, em sẽ mất cái cơ hội rất là lớn, bởi vì á là anh làm cái video này đó để anh đưa cái lời khuyên cho tụi em á. Ok, anh đưa cái lời khuyên cho tụi em á là mình nên á, như thí dụ như mình có 100 triệu đi, thì á anh sẽ khuyên rằng á mình lấy cỡ 1/4 hay là 1/5 á cái số lượng đó, xong rồi mình tập luyện. Mình tập luyện cái gì? Mình tập luyện á là mình tập luyện á là mình cân bằng cái danh mục mình sao. Thì á, thí dụ như anh nói số để cho tụi em dễ hiểu ha, thí dụ như anh mà có 100 triệu đi, ok, thì á là nó trễ rồi, mình không có nên mua vào. Ok, không nên mua vào cái thị trường liền bây giờ, mà cái trong cái 100 triệu đó mình lấy ra 20 triệu đi, xong cái mình mua cái tiền Bitcoin đó với hết trơn cái top 10 cái đồng tiền đó trong cái chỉ số tài phú, được không? Được, thì á mình làm á nó có lời nhiều hơn, thì cái xác sức á bông làm lời đó nó rất là nó thấp hơn, tại vì á là cái thị trường nó lên rồi tới 1/3 rồi, thì trong cái công thức đầu tư tiền mã hóa mà tụi anh dạy trong cho mấy đứa học sinh của anh á, thì dĩ nhiên tụi anh không có khuyên á là tụi nó mua trong cái thời điểm á mà 1/3 ngay chính giữa. Tụi em nghe anh thở như thế bông là tại vì cái dốc này đó nó cũng cao đó. Ok, cái dốc này cái độ mà nó lên á nó cũng là cỡ 30-35 độ đó. Ok, thì á anh không khuyên rằng á trong cái công thức mà đầu tư tiền mã hóa tụi anh dạy đó, tụi anh không có khuyên rằng á là mình nên á đầu tư hay là mua vào cái thị trường trong cái thời điểm này. Mà anh suy nghĩ lại á, mà tụi em mà không có mua vào đó thì tụi em á không có cơ hội để tập luyện. Thì bởi vì mới làm cái video này bông là anh sẽ chia sẻ này với tụi em, là cái đứa nào mà không có mua vào á gần cái đáy đó trong cái thời điểm 1/3 của mà thị trường đó, ok, thì anh sẽ khuyên rằng á là tụi em dùng á cỡ 1/4 hay là 1/5 cái vốn của tụi em á để mua vào á, để mình tập luyện á đầu tư cái chỉ số tài phú. Ok, cái này đó là mình phải biết rằng á là mình có 100 triệu, mình lấy ra 20 triệu đi, xong cái mình đầu tư vô, mình mua cái top 10 đó, xong rồi mỗi cái chu kỳ đó có mà tụi anh nó cân bằng cái danh mục lại thì tụi em cũng cân bằng cái danh mục lại luôn. Thì á cái này không phải là mình làm để lời để đổi đời, mà nó làm á để cho tụi em á tập luyện á là mình cân bằng cái danh mục mình nó làm sao. Ok, để cho tụi em biết. Thì anh nói gì đó, tại vì nhiều đứa nó hỏi anh hoài à, nó cứ hỏi hoài bông là anh Tài, hồi đó trong 2023 em không có tiền để mua vào, xong bây giờ em có tiền thì thị trường lên rồi em nên làm gì? Thì cái lời khuyên của anh là mình chỉ lấy 1/4, cao lắm là 1/4, nhưng mình chỉ lấy 1/5 cái số tiền mình có đó, rồi xong rồi đó là mình chỉ đầu tư vào để không phải là làm lời để đổi đời, mà để mình tập luyện là học cái công thức đầu tư làm sao để cho là mình tập luyện, mình có bắt đầu rút kinh nghiệm. Xong tụi em mà kiên nhẫn đó không, xong tụi em chỉ chú ý vô đó để cho là mình chỉ tập luyện không đó, chứ không phải là mình làm lời để đổi đời đó, không, mình chỉ tập luyện thôi. Tại vì trong mình mà tập luyện trong cái chu kỳ này, mình không có làm lời để đổi đời mình, mà mình đủ kinh nghiệm đấy, trong cái chu kỳ sau đó mình sẵn sàng đó, mình có cái tài năng với là mình có kinh nghiệm để đầu tư, để làm lời để đổi đời. Ok, thì anh muốn làm cái video ngắn đây để trả lời câu hỏi này, tại nhiều đứa nó hỏi cái câu hỏi này lắm. Ok, thì cảm ơn tụi em coi cái video ha, nhớ nha,
Tụi em mà muốn học thêm cái công thức đầu tư tiền mã hóa đó thì anh khuyên rằng vô cái mà trang mạng của tụi anh đó, ông anh để cái link ở dưới cái video này đó, và xong tụi em mà vô xong rồi học cái công thức hết 100%, chứ đừng học mà nửa đường, ok? Cảm ơn tụi em, xong có gì đó anh gặp mình, anh em mình gặp lại sau.